Bình thường thì tôi là người trực tuyến, làm này của tôi nó lương tâm vô được khó. Hôm nay tôi xin có đôi lời báo động về sự tội sự tôi thì với con trai tôi của trại giam Hà Nội. Đầu tháng 1, 2013, con tôi Hồ Đức Hòa bị tòa án nhân dân Nghệ An tuyên án 13 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân cùng với những người khác trong 14 thanh niên Công giáo Tin lành. Sau khi có án ngày 11 tháng 7, 2013, Hòa bị tuyên về trại Nam Học. Đó này tại đây chế độ tù ngày càng khắc nghiệt và sức khỏe con tôi ngày càng sa sút. Về tình trạng sức khỏe, ngày 25 tháng 7, 2019, Hòa cho biết bị nhiều chứng bệnh gồm bệnh trì nội, các chứng bệnh dạ dày, đau bụng dưới, huyết áp. Lúc này còn tôi làm việc đang ở trong trại nên bị thêm chứng bệnh đau cột sống tê tay. Lần thăm gặp vào ngày 9 tháng 11, 2020, con tôi lại cho biết tình trạng bệnh tật thật đau lòng, mắt lão hóa, đọc báo không được mà cũng chẳng được đi khám để mua kính trì nội, đi ngoài đau rã sổ mụn và chảy máu như dịch vị nếm kê nọc dạ dày và trào thực quản gây viêm họng tức ngực và khó thở. Trại có cho thuốc nhưng không cho đi khám. Trại trạm có tiêu đi ra vẫn sống tiêu chảy. Con tôi và gia đình đã nhiều lần đề nghị trại giam Nam Hạ đưa đi khám nhưng vẫn chưa được đáp ứng. Ngoài những chứng bệnh đau bụng này, con tôi lại không được quyền nhận tiền tệ dưới yếu phẩm. Kể từ năm 2016, gia đình tôi không được gửi thức ăn hay bất cứ thứ gì ngoài tiền lũ kỷ đó và giảm thể trại Nam Hà ông vụ Hà Hiệp ra lệnh cấm không cho người nào phạm nhân gửi đồ ăn vào trại mà phải mua toàn bộ của trại giam. Sau nhiều lần khiếu nại đến đầu năm 2020, chúng tôi chỉ gửi được tháng 1 và tháng 2. Sau đó trại thông báo gia đình là không được gửi tiểu phần nữa vì bệnh tình và sức khỏe không tốt, không ăn được thức ăn của trại nên con tôi cùng gia đình làm đơn khiếu nại để được gửi tiểu phần và nhưng đến nay trại vẫn chưa trả lời. Thêm một tôi tệ khác đó là vấn đề vệ sinh nơi phòng giam. Từ năm 2018 tới nay Hòa phải phòng giam chung với nhiều người mà toilet lại không khép kín nên mùi vị không người đi sang mẹ thì không chịu được. Con tôi đã đề nghị lên giám thị sửa chữa hoặc đổi phòng nhưng chưa được giải quyết. Thời gian gần đây được sinh hoạt tạm gọi là tạm tạm giặt lại đi bạo lực. Con tôi đã khiếu nại nhiều lần nhưng giám thị cũng chưa khắc phục triệt để. Ngoài nỗi đau thể xác, con tôi cũng không được quyền tự do đọc kinh thánh để giúp ổn định tinh thần. Trước tháng 5 năm 2020, Hòa hôm nay được đọc kinh thánh
Nhưng từ tháng 5 năm 2020 cho tới bây giờ, chị thì chị được đọc một tuần một lần, còn tôi phản đối và giảm thì trả lời đó là quy định của trang. Ngoài ra theo theo phong tục công giáo, gia đình tôi đã làm đơn yêu cầu cho linh mục vào giải tội cho hòa. Các linh mục Nguyễn Đình Thục và Đinh Văn Minh những trại giam từ chối không cho gặp mặt cùng thăm hỏi. Gia đình chúng tôi khẩn trương báo động cùng dư luận trong và ngoài nước về tình trạng đối xử tôi tệ với ông. Yêu cầu trại giam Nam Hà tuân thủ theo đúng quy định của luật thi hành án hình sự năm 2019 và luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Mau sớm đưa con tôi đi khám bệnh, giải quyết vấn đề sinh phòng giám, cho phép gia đình tôi được gửi đồ tế, thuốc men và đảm bảo quyền được sử dụng kính sách và được gặp linh mục. Kỳ mong được sự quan tâm của quý vị để chấm dứt tình trạng đối xử tồi tệ này của đại giám Nam Hà đối với con tôi và cả tôi nhân lương tâm. Xin chân thành cảm ơn.